Honda Lee 110 làm full nội điểm cho xe cánh, thay dây Cura luôn nha em, thay phuộc sau, thay vỏ sau luôn em ha, sau nhúng vào xì dầu thay luôn ha. Anh em nào chạy Lee 110 mà thấy máy yếu hao xăng nhúng keo qua tiệm xe khánh nè, có nhận làm nồi làm máy cho anh em, bao mạnh bắt bền chứ không sao. Anh em tới địa chỉ 462/15 đường 3/2 phường 2 quận 10 ha, còn ở xa thì liên hệ ở khánh 038 9910 535, nhận ship hàng quốc cho anh em. Honda Lee 110 nha nè. Báo hết chưa? Hôm nay à. Chiều nay rồi. Chào tất cả anh em ha.